Tiếp tục là tình huống cầm bài vàng, có tốc hành di chuyển nhanh hơn, bọc ra phía sau, cố gắng tiếp cận, ném đánh tay một cái, giật dao điện và chết. Ezreal, Galio cố gắng tiếp cận nhưng không vào đủ tầm. Tiếp tục là tình huống cầm bài vàng, lì xì do Galio không? Đánh lính rồi hình như là. Ô, vẫn lùm được Galio cơ. Ô, 25 máu của em mình. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có ngày thật là vui vẻ nha. Ok, ngày hôm nay thì mình đang cùng đến với lại một giáo án Chitterfet chí mạng ở khu vực dưới cùng Amin để coi phiên bản 14.1 này thì con Chitterfet lên theo kiểu trang bị này sẽ mạnh như thế nào. Amin đang rất kỹ ha. Anh em sẽ thấy là Amin đang farm lính chậm nhất có thể nè. Mặc dù vừa rồi có đòn đánh nội tại của E. Rồi farm chiêu chiêu thôi, cộng tiền của Oya hụt quân lính rồi, đang nói cộng tiền cũng khá là đáng kể. Đợt lính thứ ba đang chuẩn bị tràn trụ, hai con bớt sọc be thì đứng lên cao áp lực, đánh rất đúng về mặt thế trận, không vội vàng đẩy lính. Ezreal muốn lên hết kinh nghiệm cũng khó, quá khó cho Ezreal. Em mình vừa rồi hụt thêm con lính nữa, ai da hụt thêm con lính nữa, nãy giờ đếm xương xương là ba con rồi nha. Rồi ok. Ok. Sako sau một khoảng thời gian lưu lạc thì bây giờ cũng đã có mặt ở khu vực dưới. Chỉ là những tình huống tích quay và sau đó đánh trụ mà thôi. Sako Wii, Sako E, Sako rửa máu. Em mình ném bài xanh ngược trở lại, đánh tay thêm cái nữa, có bước chân thần tốc lùi về phía sau. Trao đổi chiêu thức cũng chiêu chiêu sướng sướng. Rồi, đang cầm bài đỏ farm lính. Farm khá là ngon ha, nội tại hấp thêm tiền đến từ bên phía của em mình cũng nhất, đang anh ta đang có lợi thế lớn. Ui, thanh tẩy vẫn bị trúng bài vàng, tốc biến nguyên trường. Rồi là tình huống thanh tẩy thiêu đốt của Kama. Và sau đó thì có bài vàng cộng kèm vào của em mình. Elise thì đang có mặt ở đường dưới, xem tình huống anh ta trụ thành công, chắc chắn là như vậy rồi. Ném bài vàng Lee Wee, sau đó là giật ra một nhịp và có được một điểm hạnh phúc easy. Thậm chí là mình kích tốc hành luôn cho nó chắc ở trong cái đường đại trụ vừa rồi. Làm nhẹ được vài điểm hạnh phúc ở đường dưới. Cái điểm lợi nhất của Chitterfet rõ ràng vẫn là cái khả năng hát tiền nữa nè. Tiền nó lại là cái gì đó quá quan trọng dành cho xạ thủ đó hết. Nên xạ thủ thường hay được nhường farm nữa, nên càng ngày sẽ càng được nhiều tiền. Hồi xương xương 5 phút, phút thứ 5 thì chính xác hơn. Và chúng ta đã có được hai lớp giáp trụ đường dưới. Ván thi đấu này thì để coi sức mạnh đến từ con TF của Emin. Sako vào rừng lụm luôn Alice. Khó chịu vậy. Độ hỏa kinh mantra chuyên tâm giữ chân có Galo xung nhãn thế. Emin bị hất lên, Emin tiếp tục bị hất lên, tiếp tục bị CC và Emin đã nằm với tình huống sống âm vốn cứ tầm gần của Lee Sin. Về nhà lần này thì Emin đã có được cái bó tên ánh sáng kết hợp cùng với mảnh vỡ gadget. Sẽ hướng tới những cái món trang bị như là phong thần kiếm ha. Và thậm chí là dao điện, Linh thấy là như là Emin sẽ build theo kiểu dạng dao điện á anh em. Không hụt lính đó. Nice. Tốc độ đánh cao dễ mít đam ha. Mỗi con lính đâu đó cho 3, 4, 5 vàng, 6 vàng. Lời quá trời lời. À 1 vàng, cộng 5 vàng nữa kìa. 1 vàng xong cộng 5 vàng nữa. Phát hiện mắt đối phương. Rồi, gọn gọn chiêu chiêu thôi em ơi. Trời ơi, lên che quy cho xe nữa. Ezreal quá khổ. Đã thọt rồi chứ còn chớ đối phương còn treo con xe nữa cay. Sako đâu rồi? Ok, đợt lính đang chuẩn bị tràn trụ rồi anh em ơi. Đợt lính này 2 4 6 8 con, 3 con đánh gần, 5 con đánh xa, cầm bài vàng tấn công trụ, độ hỏa kinh mantra cấu rỉa máu. Ok, lớp giáp trụ thứ ba được nhường hoàn toàn cho em mình. Hai bớt sập bên này đánh ra chất thế nhờ. Em mình né hết chiêu anh em ơi, núp sau lính khiến cho sát thương đến từ Ezreal chỉ trúng vào lính mà thôi. Mà thật ra Ezreal cũng muốn như vậy, chỉ farm lính thôi, farm được nhiều con thì farm.
Rồi cung ánh sáng em minh né rồi, xem tình huống băng trụ rờ đúc giữ chân ép được thanh tẩy, và sau đó là tình huống đánh tay dứt điểm của em minh quá đơn giản. Sako đâu rồi? Sako đã lộ hình đường trên kìa. Đó, Sako đường trên. Cái này là coi như là admin free ha anh em ha. Không có bất kỳ một áp lực nào cả. Đánh rất thoải mái. Đánh thoải mái như thế này thì mình sẽ không xét về cái kèo đi đường. Mà thay vào đó bởi vì admin đang rất xanh, xanh vượt trội, nên mình sẽ coi cái lượng sát thương được gây ra của admin ở trong cái ván thi đấu này với lại chiếc tập phích nhiều trang bị sẽ là như thế nào. Đấy, thì đấy là cái nội dung mà mình sẽ theo dõi. Có chiều cuối nha. Ra đường giữa lụm mạng thôi, cầm sẵn bài vàng làm choáng. Làm choáng được Galio, đánh tay dứt điểm, nice sir, điểm hạ gục thứ tư. Và vừa rồi thì anh Minh hướng tới một con TF dày thép gai anh em ơi. Tiếp tục là tình huống trồng bài vàng với cú tốc hành của mình tích cực quá ghê. Lee Sin R flash nhưng không ăn thua. Không ăn thua thật sự. À, thấy TF đang có mặt ở đây nữa, còn tốc độ di chuyển đến từ cái tốc hành. Bây giờ hết rồi. Năm sát anh em ơi. Chiếc tập phết giao điện kết hợp cùng với lại giày thép gai. Đối phương có Jack, đối phương có Lee Sin. À, Sako lên đam, hợp lý. Bắt em, bắt đúp anh em ha. Tại vì cái kỹ năng E ngoài cái nội tại gây thêm sát thương thì chúng ta sẽ được thêm cái tốc độ đánh nữa. Tốc độ đánh khá là quan trọng dành cho chiếc effect. Bài xanh tấn công trụ nè, đưa ra một dịp Sako căng vậy. Đừng quên đây là chiếc effect nha Sako. Ok, Amin quyết định là để cho trụ cancel con xe đó. Lũi chơi vẫn đang rất chuẩn chỉ đến từ Amin. Tiếp tục đang sử dụng máy quét để coi Sako có đặt hộp hay là cắm mắt hay không đây. Ok, ném bài vàng phát hiện ra Sako, lia bài luôn, trúng Sako luôn. Giờ đẩy tiếp vào công trình thôi. Ok, lùi lại một nhịp. Hơi e dè, sợ Sako nó quy tàn hình xong Galio siêu hùng nhanh thế anh em. Hơi nguy hiểm, quyết định này quyết định chuẩn xác của em mình ha. Ui da, Ezreal phá biến về của Yone. Khó vậy. Em Minh đang lùi lại phía sau một nhịp, lại không thấy đối phương đâu hết đây nè, đặc biệt là Sako. Sako dù sao thì nó cũng có cái lượng sát thương lớn. Đối phương cũng đang có nhiều người ở đây nữa. Ezreal đánh đấy, 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 đấy. Kinh nghiệm của em Minh cũng ghê nha, chứ không phải đùa. Cũng được đấy. Em Minh bắt đầu sử dụng cho mình đó là định mệnh tấn công lên đường trên rồi. Định mệnh chưa? Chưa định mệnh, đang đi bộ thôi anh em ơi. Hơi giật một chút xíu. Cũng chưa định mệnh. Ây da, chạy bộ hơi xa, tốc biến ném bài vàng phía bên kia. Jack có E quay ngược trở lại làm chắn sát thương của Jack là chưa đủ. Em Minh đánh tay hai cái, trong đó có độ tài của E. Ông Jack. Ok, thêm lớp giáp trụ đường trên nữa. Làm nhẹ ba cái lớp giáp trụ. Lò dò lên cánh trên. Cầm cái bài vàng là đủ áp lực rồi đúng không? Sako kìa. Anh Minh đang cầm bài vàng. Lựa chọn vào ai để ném đây? Ai da, không ném được, cái hộp nó phi hoảng sợ. Chưa tiếp cận được đối phương. Phá bóng trước. Bắt đầu tình huống cầm bài vàng đến từ Anh Minh, lao vào ném vào ngũ Lee Sin, đánh tay thêm cái nữa, điểm hạ gục dành cho Yone. Quay ngược trở lại đánh tay dứt điểm rắc được không đây? Rắc đang quay tay. Kama dứt điểm rắc rồi. Tiếp tục là tình huống cầm bài vàng có tốc hành di chuyển nhanh hơn, bọc ra phía sau, cố gắng tiếp cận, ném đánh tay một cái giật giao điện và chết. Ezreal Galio cố gắng tiếp cận nhưng không vào đủ tầm. Tiếp tục là tình huống cầm bài vàng lì xì do Galio không. Ai, đánh lính rồi hình như là. Ô, vẫn lùm được Galio cơ. Ô, 25 máu của em mình. Oh my god. Vừa rồi thấy ném bài vàng lên vào lính chắc là để tự động đánh anh em.
Liệu rằng có tình huống sử dụng cái định mệnh tấn công vào Ezreal khu vực địch giữ hay không đây? Ezreal đang không thanh tẩy. Không, quyết định của em mình là từ tốn thôi. Đi bộ ra, bắt đầu lựa bài đỏ ném lính, dọn xong cái đợt lính này tiếp nói chuyện. Đường dưới thì đang có một tình huống BK. Rồi, Amin đáp xuống với cú định mệnh của mình. Ném bài vàng vào Galio, đánh thêm vài hit nữa dứt điểm Galio, kích tốc hành chạy về phía sau. Ok. Zac còn E, Zac còn E, E thành công. Ui, Zac làm choáng ba thành viên. Amin tốc biến né của mình sáng. Mất thế rồi. Đang lựa góc cầm bài đỏ, làm chậm được đối phương. Ui, đánh tay một cái dứt điểm với Sako. Rồi xong rồi, Amin chết rồi. 1000 vàng dành cho Thiêu. Vừa rồi thì cũng đã kích hoạt được cái godline dành cho Amin. Pha đó thì Ezreal có được khá là nhiều những cái điểm hạ gục. Triple kill kết hợp cùng với đó là điểm hạ gục chấm dứt của Amin nữa. À, nãy giờ cái nội dung chính của mình là coi cái sát thương gây ra bởi một con Chitterfet xanh sẽ là như thế nào. Thì hiện tại là mình đang chưa thấy nữa. Tất nhiên là nó cũng có mạnh nhưng mà nó chưa mạnh như là kỳ vọng của Linh. Không biết mọi người sao. Linh kỳ vọng là sẽ mạnh hơn cơ. Đợt mà coi mấy video ở bên BVE thì thấy sát thương nó lớn. Kiểu ném bài một bài một mạng. Rồi khúc này thì chưa thấy. Chắc là cũng bị nộp bớt như sát thương rồi. Đánh tay có bùa đỏ làm chậm. Ok, ném bài ép phản công. Ô, Fiora làm choáng tốt quá với tình huống Huy Đức rồi. Nice, nice. Đẹp ha. Bên phía của team 1 thì tấn công Baron nên ơi, cái thế này quá ngon. Không, Ezreal ở đường giữa thì không ăn được Baron. Như vậy sẽ ít nhất là một cửa Mega dành cho bên phía của em Minh. Được không? Được chứ ha, một cửa Mega ha. Cầm bài vàng ném với đại bác Liên Thành, Lưu Xin vào vòng xuống xuống phía dưới. Sanko tan hình và đó siêu hùng dáng thế. Sát thương là chưa đủ. Galio cố gắng tiếp cận. Bài vàng quay ngược trở lại ném vào người của Galio. Đánh tay lụm Lưu Xin thành công. Lửa góc đánh tay tiếp. Lụm Sanko thành công. Ok, đắp một kill tốc biến né chiều. Cầm bài vàng ném vào người của TF. Trước một kill rồi. Đó chỉ là tương trước một kill mà thôi. Nem ơi hết lực rồi. Đối phương đang có 1, 2, 3, 4, 5 người. Cũng được, chung là cũng nhấp nhả cũng được, cũng có sát thương anh em cũng được, cũng ra dáng một con xạ thủ. Ai kia, ai vào kia, trời ơi, Lee Sin vào. Lee Sin muốn cướp để lấy linh hồn rồng lửa. Tôi cơm thật sự. Rồi ném bài vàng, máu là bao nhiêu đây? Cái này video coi trên YouTube nên không xác định được máu của Ezreal bị mất sau khi trúng cái bài vàng là bao nhiêu. Ném bài nè, ok, Sako nửa cây máu ha. Xương xương máu của Sako vừa rồi chắc phải cỡ chừng 600 anh em. Tại cái khúc này, cái khúc này là giai đoạn gần cuối rồi. Sako lên đồ đam thì máu lúc này khoảng chừng 1k3. Vừa rồi là nửa cây máu thì khoảng chừng 650. Một bài chết luôn nha. Sát thương là cũng chất lượng. Ok chưa? Đụm luôn trụ hai khu vực từ giữa nè. Có bùa lợi Baron nữa. Quá đẹp dành cho một cuộc tình. Rồi về nhà lần này thì chắc là Chitterfet sẽ lên luôn cái vô cực kiếm. Rõ ràng là như vậy rồi. Nó scale theo cái tỷ lệ chí mạng mà. Full dam rồi. Full trang bị ở 24 phút của ván đấu này dành cho Emin. Có định mệnh, nãy giờ chưa xài, rắc nằm rồi. Thấy rắc nằm thôi quyết định là không xài, nên Emin xin là có mặt phía sau lưng. Thì định mệnh không? Định mệnh lùm Sako không? Đây rồi, tê. Trời ơi, coi cái sát thương của nó kìa anh em ơi. Đây là cái thứ mà mình đang cần coi. Ô, fan này đánh tay trước à? Xong rồi mới nổ bài vàng. Từ từ Linh xin phép giật lại nữa. Giật lại để coi cái này ha anh em ha.
Dịch chuyển lên đường trên, cầm bài, lựa bài. Ok. Đánh tay, à đánh tay trước. Đánh tay có nội tại E, nổ đam, xong rồi mới bắt đầu là kích bài. Bởi vậy mới thấy cái làm choáng sau cái đòn đánh này nè. Nhạy cảm nha. Tưởng cầm bài vàng thì bình thường là người ta xuống, người ta cầm bài vàng người ta ném luôn. Rồi Sako đủ lực không? Đánh tay có thiêu đốt đến từ Sako, nhưng bị thả nhiều rồi, Sako nằm. Ok, hai điểm hạ gục dành cho em Minh. Chú. End game rồi anh em ơi. Ván này thì mình không tính tới giai đoạn đi đường. Tại giai đoạn đi đường nó quá một chiều rồi. Nói chung cũng được, cái lối chơi này nó sẽ mở thêm cái lối chơi của TF anh em. Ngoài việc mà TF, bây giờ TF đang có nhiều cái lối chơi, ba, ít nhất là ba lối chơi. Thứ nhất là lối chơi thông thường, sức mạnh phép thuật mọi người hay lên ha, với trượng truyền sinh rồi các thứ bla 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 bla. Lối chơi thứ hai là lối chơi kiểu như là đa dụng, biến mình trở thành cái cỗ máy gây hưởng khống chế với một cái vương lượng Surelia và một cái đai tên lửa và cái đại bác liên thanh. Lối chơi thứ ba là lối chơi theo kiểu chí mạng như thế này ha, nó khiến cho cái sự đa dụng của TF được gia tăng thêm. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã đi hết cái video lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể like, share cho Linh ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần tiếp theo. Bye bye.